Dạ, mến chào cả nhà mình nha. Hôm nay em có chia lại cho ông bạn một số cây gốc nhớt ha. Gốc này thì em trồng nay cũng được 5 rưỡi rồi. À, 5 rưỡi ha. Số cây này thì cũ đây. Cũ đó nở rất là nhiều ha. Thì tại vì ông bạn em cũng chưa có gốc nhớt nên chia. Thì sẵn ở đây em quay cho cô chú chị mình xem qua ha. Đó, nó lợi thế khi mình trồng cái bồn gạch. Là mình khi trong bồn gạch rồi đó, mình có dịch chuyển hay là di dời chỗ khác thì rất là đơn giản ha. Cần gỡ những cái lớp gạch ra thôi, là mình bó đây, bó là nó không có động cái cây ha, không có động, không có bể bầu đó. Dùng cái này mình băng keo mình quấn trước, rồi số ở dưới đây thì có thể mình lót manh bao ha, lót manh bao để cho nó chịu lại, nó không có bể cái bầu đó. Nên có giờ chỗ khác trồng đi chăng nữa thì cái cây mình cũng không có mất sức đâu ha. Số cây này dễ cám nè, xuống đây nè, cây cám nè, đây số cây cám ha, rất là nhiều, lớn rất là mau ha. Nói chung những kinh tế về cái gốc nhớt mình trồng thì lúc đó em trồng mà những cái cây này, nếu cô chú anh chị có xem qua cái clip á, clip em trồng cách đây giờ mình tháng 12 ha, tháng 12 năm trước thì độ vừa khoảng 1,5 năm thôi đó. Cái củ nó nở đây, cái hoành đây khoảng 30 mấy ha, hoành củ nó khoảng 3 mấy nè, nó thành một khối rồi. Nên cái thường thường là cái gốc nhớt mình nếu mà quấn được rễ nhiều đó thì nó sẽ liền lại một khối, mà một khối như vậy nó lớn rất là mau ha, liền là đã lớn rồi nhưng mà cái củ lại càng ngày nó càng lớn này đó. Cái cốt ghép ở đây tầm khoảng 10 mấy thôi đó, cốt ghép khoảng 10 mấy thôi, nhưng mà cái củ mình ở đây khoảng 30 mấy đó, nếu mình đo tổng cái hoành củ là 30 mấy 40 ha. Khi mình di dời ha, di dời thì trước tiên mình cũng phải bấm con những những cái tược non đi, để nhiều khi mình bứng vậy đó, nó những cái tược non nó sẽ sụ thôi đó. Em cắt rất là dài đây ha, cắt bỏ đi đó, bỏ đi để cho cái cây mình nó khi những tược non nhiều khi nó bị dập ha, vận chuyển nó cũng không có xài được. Bấm vô mình thúc như vậy cái cây mình nó không có mất sức ha, mà khi mình trồng xuống thì nó mau đâm cây tược lắm, nó không có ảnh hưởng như nhiều ha. Đây, tất cả anh em bứng cũng được 9 cây ha. Quá trời, mấy cái củ này lớn ha. Đây, cái chàng cốt của anh chị mình thấy không? Đó, nên khi mà trồng qua cái bồn gạch này rồi thì khi mình tưới nước ha, tưới nước hoặc là mình tưới phân thì cái bầu phân mình nó không có bị lèn so với những cái trồng những cái V6 á. V6 thường là 1/2/3 ở dưới cái bồn V6 của mình á, nó sẽ bị ẩm mướt ha. Ẩm mướt nó không có ráo được. Còn trên cái bồn gạch đây thì tất cả những khi mình tưới vô ha, tưới vô hoặc mình tưới phân tưới nước gì đó, cái bầu mình nó dễ khô thoáng lắm, nó không có bị lèn ha. Đây quá chị mình thấy rõ ha, không bị lèn, bộ rễ nó ăn ở đây rất là nhiều, đây nó ăn xuống gần tới dưới cái đáy luôn ha. Nên cái cây mình nó tưới, nhiều khi có những cây mà nó tàn lớn đó là mình tưới nó không có đủ nước đâu, tưới nhiều khi ngày nào cũng phải tưới ha. Ngày nào cũng phải tưới sáng, tưới nhiều khi những cây lớn thì có thể chiều nó khô nữa, nên mình sẽ tưới hai đợt luôn á. Còn trồng V6 thì cái thoát nước cũng rất là dở ha, nó không có bằng những cái bồn gạch gì đâu. Số cây em quay những cái trái bí đây, trái bí này nó thành một khối nè ha, nó tròn trịa nè, một khối rất là lớn ha. Đây được số được 2 trái bí nè, trái bí này thì lớn nè. Cái chột nó hiện tại giờ nó lớn hơn chân cái em một chút thôi ha, lớn hơn chân cái thôi, nhưng mà cái củ này thì nếu mà đo thẳng nó ha, nó thẳng là tầm khoảng 30 mấy đó, khoảng 34-35 mà rất là lớn ha. Cái tay em bệnh vô cô chú anh chị mình thấy nè, cái vòng tay ha, tay gần 40 luôn. Đó, trước khi mình bứng lên ha thì những cái tược ở ngoài mình sẽ cắt bỏ hết đi cho nó gom tàn toàn luôn, để khi mình trồng xuống nó khoảng tưới khoảng 2 đợt dưỡng đi, rồi có thể mình sẽ gom lá nha. Nó mình trồng xuống lại cái bồn mới đó thì mình sẽ gông lá bớt, có nghĩa là giật những cái lá chân nào mà gặp quá đó, có thể mình cắt thoáng thoáng ra cho cái cây mình đi tược Tết vẫn bông rất là ok nha. Tại vì số này nó
Như thứ trước này nó đã ra khoảng 3 cây rồi mà em đã bấm bấm rất là nhiều ha, bấm con lại cho nó tròn nó đều đó, thì để cho cái cây mình nó kẹo lại luôn nha. Đây, củ này cũng rất là lớn, quá trời cái củ này nó còn nằm dưới nữa ha. Ok bà. Rồi ha, hôm nay thì cũng hồi nãy bứng cây xong thì buổi chiều và buổi chiều rồi thì sẵn ở đây thì tưới phân đây, nó có loại 15-3-20 ha, thì em tưới khi nãy em trộn 30-10-10 vô luôn rồi nha, nói chung mình ngâm riêng, nhưng mà khi mình pha cái 15-3-20 đó, cái loại phân tím đó thì nó sẽ ra màu tím tím vậy ha, nó mình pha riêng tại cái loại đó, nếu mình bỏ 30-10 vô mình quậy nó lâu tan lắm, mình pha riêng, khi mà nó tan hết rồi thì mình trộn chung nha ha, trộn chung vô luôn ha, trộn chung vô. Rồi pha ở đây thì em tưới là cái phi này là 500 lít ha, tưới phi 500 lít thì Google đây em sử dụng 500 lít thì nó 5 hộp như vậy đi, 5 hộp ha, thì mà một bịch nó là 10 lít thì một hộp này nó chục ấy thì 100 ha, thì sẽ sử dụng 5 hộp. Tưới đây thì em pha em tưới nhiều lắm, tại vì tưới cái dàn cây lớn nên tưới khoảng ngàn mấy trăm lít nữa ha. Đó nên hôm nay thì sẵn dịp đây em chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, phân thuốc thì em để sẵn nè, Anvin cũng có, Antacon cũng có, Dithan nè ha. Những cái loại này thì em thường nói với cô chú anh chị mình nè. Đó, xịt thì mình pha trộn với nhau để mình xịt cho cái hiệu quả cái lá nó dày xanh. Đó, thì sẵn dịp hôm nay thì em cũng quay luôn, đang chuẩn bị tưới phân ha, em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem qua. Thì những cái gì hay thì có tưới nhiều lần thì nó đạt hiệu quả thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị, để cô chú anh chị mình thấy hay thì làm theo cách của em nha, để cho cái cây mai của mình nó phát triển tốt, và mùa mưa này trước tiên là cái bộ rễ nó phát triển tốt đi ha. Đó thì pha vô rồi sẵn cái em cũng tưới cho cô chú anh chị mình xem qua luôn. Dạ quên đó ha, thì cái phân tím này thì em nói với cả nhà mình rồi ha, thì phân tím với phân 30-10 thì em trộn 50-50 nha. Cái này cái thùng này em tưới 1.500 lít thì một phi này thì em tưới khoảng để coi, thì em pha này 2 kg nè, cho khoảng 1.500 là 1.000 mấy trăm lít ha. Nó thì mình chia ra mình tưới nha, tại vì số lớn này cái tàn lớn thì em sẽ tưới nhiều hơn đó, thì 2 kg này thì mình phân chia ra cho 3 phi nha. Nó ước lượng thì tại em tưới tăng lần lần vậy đó, lúc đầu nếu cô chú anh chị mình chưa tưới thì bây giờ mình tưới cái lượng nhẹ lại thôi nha. Đó thì mình tưới được 2 lần thì bắt đầu mình tăng dần lên, cái cây mình phát triển thì càng phát triển thì mình phải tăng cái lượng phân thuốc lên nha. Rô này cái hơi cực cái là mình phải cắt ha, nó không tiện như thằng N3M. Nó N3M thì mình cái ấy là thôi, nhưng rô này mình phải cắt ra, mình xúc ra ha, xúc ra đây ha. Nó hơi cực một tí nhưng mà anh thấy tưới loại này nó cũng rất là tốt rồi ha. Thì cái cách tưới ở đây thì nói chung là mình tưới tùy theo cây thôi, ít nhất cái lượng nước từ 5 đến 10 lít phân thuốc nha, để cô chú anh chị mình canh, thì cái cây tàn nhiều thì mình tưới nhiều lượng nước, còn cái cây tàn ít thì mình sẽ tưới ít lại ha, để cho nó quen cái lượng phân thuốc. Mà mình tưới được 1-2 lần rồi, 2 lần ha, thì cái cây mình nó sẽ đều thôi, nó chịu được cái lượng phân, nó không bị sốc ha. Tưới pha loãng về tưới thì nó sẽ không bị sốc phân so với những cây khi mà mình rải nha, khi mình rải phân thì nó dễ bị hóc, hoặc là nắng nè, mình rải thì nhiều khi nắng mấy ngày liên tục ha, nó sẽ bị hóc phân, nó sẽ cháy rễ. Còn cái lượng phân mà mình pha ra đó để mình tưới là cái nó ít khi nào sốc so với những cây dưới đất thôi. Trên chậu thì có thể nhiều khi nó bị sốc một phần nào đó thôi, còn khi mà ở dưới đất đây thì nó pha cái lượng phân này thì nó không bao giờ nó bị ha, không bị sốc phân đâu cô chú anh chị mình khỏi lo đó. Mình tăng từ từ lên cây này, đế nó cũng kẹo lắm nè. Trời đời ha, thì cũng sẵn dịp hôm nay thì có bứng chia một số cây cho người bạn, quay cho cô chú anh chị mình xem qua, để cái cách thức mà khi mình trồng bồn gạch nó rất là đơn giản, khi mình dời hoặc là bứng mình bán ha, nó không bao giờ nó bị mất sức cây. Rồi sẵn dịp chiều em tưới phân cũng quay cho cô chú anh chị mình xem qua luôn.
để nếu mà sử dụng những loại phân thuốc, cách chia sẻ ha, để cho các chú anh chị mình thấy hay thì mình phân chia để mình canh cái lượng phân thuốc cho nó hợp lý nha, cái cây mình nó phát triển tốt thôi. Cây này thì em ghép được khoảng 3 tháng rồi ha, khoảng 3 tháng rồi. Rồi thì hôm nay video em cũng xin kết thúc tại đây ha. Thì hẹn cô chú anh chị mình cái video tiếp theo. Rồi thì em sẽ chia sẻ nhiều cái cách hay hơn để cho cô chú anh chị mình xem qua và thấy hay thì cũng như làm theo cái cách của em cho nó cái cây mình phát triển tốt hơn. Dạ rồi, em xin mến chào nha.